Rồi sau cái bài test 15 cân thì vẫn chưa làm khó được cái cây ALPBQ20 này. Bây giờ mình sẽ tăng cái độ khó lên, thử thách lên 17 cân xem nào em nhá. Mức căng tối đa của cái máy này. Không biết là có chịu nổi nữa hay không cái con quái vật này. Cây vật chưa nằm trong cành em có tin được không? Tiếp hộ em phát xem nào. Lần này tăng lên 17 cân anh nhá. Chơi tiếp cái quả thử thách này nghe hơi cặn. Cước của ALP95. Xem phát này là có kham được hay không. Vẫn chưa phá được cái cây vật này. Anh em có giải pháp nào tốt hơn không? Có cách nào mà tăng độ khó cao hơn? Cái máy này nó chỉ được tối đa 17 cân thôi. Khó thế, quá khó. Vòi kéo. Vòi kéo. Quả này lên 17 cân thì không biết thế nào. Điều gì sẽ xảy ra đây? Anh em theo dõi nhá. Xem là sức chịu tối đa nó lên đâu. Rồi vào khung anh em nhé, lên khung 17 cân. Nãy giờ cứ tưởng là con máy được 17 cân nhưng mà ai ngờ con này có thể lên được 21 cân anh em. Nhưng mà không sao, vẫn cứ chiến mức 17 cân xem thế nào anh em nhé. Không biết có sập được không. Nếu như nó chưa sập thì chắc lại phải nâng tiếp cái mức tải lên và anh em lại phải chờ đợi thêm một video tiếp theo nhá. Để phá được cái con này anh em phải hơi khoai. Đánh bằng sập. Đánh bằng sập thì thôi. Đánh bằng sập ALP. Úi trời. Tít. Đã nghe tít rồi. Chưa có hiện tượng gì. Ra thật. Nút thứ hai. Nút thứ hai anh em nhá. Ôi, đây này, em chụp cái ảnh đấy. Đây anh chỉ búng lại đi. Ui rồi ôi. Nghe nó đánh kinh khủng anh em ạ. Vàng lắm. Rồi bố vận động viên chuyên nghiệp cũng chưa dám căng cái mức này. Sợ nhờ. Ô, không giữ được à, không kẹp được à. Ồ, sự cố rồi anh em ơi, có sự cố rồi. Sự cố đã xảy ra khi mà căng 17 cân. Thế này thì không biết là đến 21 cân thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Không giữ được dây, tuột luôn. Đã xảy ra sự cố rồi anh em ạ. Với cái mức tải như thế này thì sẽ phải theo sát diễn biến của nó. Anh em nhớ theo dõi kỹ nha. Theo dõi hết từng diễn biến xem nó điều gì sẽ xảy ra khi mà căng với cái mức 17 cân như thế này. Đây chắc là lần đầu làm chuyện ấy của anh Trọng. Có hồi hộp như lần đầu không anh? Như lần đầu. Lại tiếp tục nha. Thực hiện lại cái đường vừa rồi. Nó bị trượt mất rồi. Rồi đã thành công. Quá kinh khủng. Không hiểu điều gì đang xảy ra nữa anh em ạ. Rồi. Gửi đâu anh? Cái tay kéo thì khỏe nhỉ? Đó. Vẫn bị trượt à? Vẫn bị trượt và chưa thể ghi được anh em ạ. Mức 17 cân quá nặng. Tức là máy vẫn đang chưa tốt về kỹ thuật. Không sao. Thực ra là chưa ai mà căng đến cái mức này bao giờ cả anh em ạ. Thành ra thành ra là có ngoại lệ. Đây là trường hợp ngoại lệ nhé. Hôm nay chỉ có ông cầu lông chân đất ra đây mới củ hành anh chủ quán. Có một cái cơ hội rất là hay để cho anh Trọng có thể được kết tay. Có thêm kinh nghiệm lần sau có khách vào thì anh tự tin hơn là anh mày đã căng đến 17 cân rồi không phải lo. Các huyền thoại đi chung với Linh Đan lên đánh. Mắc là bao nhiêu. Chắc là không đến 15 cân đâu.
Kéo dây đã bị bật bật hết ra rồi. Khá là khoai. Khá là khoai cho cái thử thách này anh em ạ. Ôi cái này mình sẽ phải tách riêng thành một video. Cái này sẽ tách riêng thành một video. Úi trời. Không thể kéo nổi. Không thể kéo nổi anh em ạ. Khoai quá. Khoai thế nhỉ. Bây giờ giảm nát hết dây. Kẹp dây không chịu được. Dạ. Dây không chịu được. Không chịu được dây à. Ui trời, nát hết dây rồi. Nát hết dây rồi anh em ạ. Dây à, đã bị nát dây rồi. Dây không chịu được. Ê giời. Dây được. Khó nhỉ. Dây nó không. Thôi được bằng. Rồi. Ê, anh kéo xem cho nó có đứt hẳn ra không. Anh kéo cho nó đứt hẳn. Rồi ok. Đã đứt rồi. Ok, dây đó bị nát rồi, bây giờ thay dây khác anh em nhá. Anh có dây nào chơi được, thay dây cho em. Chiến tới bến luôn anh em nhá. Hôm nay video này hôm nay đầu tư chơi tới bến để phục vụ anh em. Cống hiến hết mình nhá. Kèo này. Dây 95 hay 65? Lúc đó là 95 chứ. Ở dây 95. Căng 15 cân thì được mà lên 17 khoai nhờ. Anh chỉ đổi cho em một loại dây nào khác mà chơi ấy được đi. Nào, rồi. Con này làm lại anh em nhá. Làm lại một lần nữa 17 cân. Đây cho anh em xem cái quả. Ok, chốt đơn rồi anh. Phải thôi. Nào, xem nó có gặm được không. À, vẫn quyết là xong đôi à. Vẫn quyết xong đôi à anh. Rồi, lần này thì anh chủ quán đã phải chơi đến chiến thuật là kéo hai dây mình cùng một lúc. Nói chung là về kỹ thuật căng thì mình không biết nhiều đâu. Cứ miễn là anh làm nào anh kéo được 17 cân là được. Một phát đầu tiên. Theo sát diễn biến từng đường kéo anh em nhé. À. Vẫn chưa có gì xảy ra. À, có vẻ ổn đấy. Có vẻ như là này sẽ ổn đấy anh em ạ. Lực kéo là rất cao. 17 cân, quá khủng khiếp. Kiểu này thì khả năng cao là vẫn phải tiếp tục tăng thử thách rồi anh em ạ. Hoặc là cái bài kéo này chưa thể đủ sức phá hủy được cái cây ALP này. Như này mà vẫn có những người lên bảo là vật đẻo mình đến chịu đấy. Đã không hiểu anh em chê vì lý do hay cứ chê cho sướng mồm. Chắc là chê sướng mồm thôi. Mình thì cũng chẳng phải là người của ALP hay là cũng chẳng phải là cái gì cả. Mình chỉ là người trải nghiệm thôi. Test thử cho anh em xem thôi. Mình có phải nhà sản xuất của ALP đâu mà anh em. Úi, đây là 17 cân anh em nhá. Có vẻ ngon đấy. Lần này có vẻ ổn đấy. Đây là thực nghiệm thực tế xem nó như thế nào. Cho anh em mình có thể xem được. Nhưng mà nhiều khi anh em lại nghĩ thế nọ kia thì chắc khả năng là anh em nói sướng mồm thôi. Còn anh em nào mà theo dõi mình từ lâu đến giờ thì sẽ biết nhá. Anh em theo dõi mình từ trước đến giờ thì sẽ biết đây là những cái clip mà mình quay trực tiếp luôn, không cắt ghép, rất là xanh chín luôn, rất là xanh chín luôn. Có khi là còn phải phát live, lên phát live cây này. À, lấy máy kia ra live, lấy máy kia ra live, được, lấy hai máy ra. Ok, bây giờ sẽ chuyển sang cái máy này. Xin cái wifi ở đây. Kết nối sang. Đấy, theo sát từng tình huống anh em nhé. Bây giờ mình sẽ bật TikTok lên live stream. Xanh chín như thế này cơ mà. Ừ.
Vẫn đang trực tiếp quá trình căng nhé anh em nhé. Rồi, like sở chim. Test 17 cân. Ok. Rồi. Bây giờ mình đang bật cả hai máy, dùng cả hai máy anh em nhá. Một máy để quay và một máy phát live trực tiếp luôn. Một cái máy quay là mình sẽ theo sát diễn biến của cả quá trình đan cái cây vợt này xem có điều gì xảy ra không anh em nhá. Và một cái máy mình sẽ đang phát live stream trực tiếp ở trên TikTok của Cầu Lông Chân Đất. Rồi. Xin chào tất cả anh em nhá. Xin chào tất cả anh em đang xem trên kênh của Cầu Lông Trên Đất nha. Mình đang quay trực tiếp cái quá trình đan vợt 17 cân với cây ALP BBQ 2.0 để cho anh em mình có thể xem và tận mắt tận nơi trực tiếp cái quá trình này. Anh em có thể quay lại màn hình giúp mình nha, xem cái độ xanh chín nó đến đâu. Đang làm một cái thử thách là để phá hủy cây vợt ALP này bằng cách là thử xem cái sức căng tối đa nó chịu bao nhiêu, nhưng mà hiện tại đang tăng đến 17 cân rồi nhưng mà nó vẫn chưa có điều gì xảy ra anh em ạ. Cây đó nhiều về 5 đồng với anh, cây này có 450 thôi nhá Rio Trần nhá, 450 thôi. Không sao, mình chấp nhận cho sập mà đang kéo để xem nó mức sập của nó đấy bao nhiêu anh em nhá. Nhưng mà không hiểu sao như này mà vẫn nhiều ông vào phán và chê là vật lỏ vật nọ vật kia thì mình cũng chịu, không thể hiểu được anh em nhá. Cái đấy thì tùy thôi, mình không cố gắng để thuyết phục mấy ông đấy, kệ các ông ấy thôi. Đây là cây ALP BBQ 2.0, một cây vợt 8U siêu nhẹ anh em nhá. Vợt siêu nhẹ mà nó đến mức độ này thì đến chịu thật đấy. Vừa nãy mình đã test ở mức là 15 cân rồi. Nó chưa có gì xảy ra và đang cắt đi và lên lại thành 17 cân. Để phá hủy cái cây vợt này anh em ạ. Nhưng mà lần này mình nghĩ là nhiều khả năng là vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra. Đây để xem là có còn link không. Mình xem có còn link không là mình sẽ ghim luôn cho anh em nhé. Mình sẽ xem có còn link không để ghim cho anh em. À không, không còn link đây rồi. À, 2.0 đây rồi. Đây. 2.0 đây. Đây chỉ là 70 anh em đây rồi. Căng vậy vợt nhanh hư lắm. Ok không sao anh em, đây là mình đang test nhá. Mình đang test mức căng tối đa của cây vợt này để xem nó chịu thế nào thôi, chứ còn nó hư cho nó sập mà. Cắt quay sập khung khung vào xem video mình vừa đăng video cho Đạt nhá. Vừa cắt căng 15 cân vừa cắt rồi. Nhớ là tên Kawasaki không ai anh chịu ơi. Không nhớ được đâu. Căng cước gì mà cao được vậy anh không rõ cước này là cước gì. Vừa lấy căng một lần thì nó bị đứt cước rồi. Sắp sập rồi anh. Sập cũng không sao, cho sập mà. Đang thử sức phá hủy thôi anh em nhá. Cái cây vật siêu nhẹ này mà đang căng đến cái mức độ là 17 cân. Vật có hơn 400 cành thì không biết là anh em nghĩ gì về cây vật này thì tùy anh em thôi. Anh em vật có phù hợp với người mới chơi không? Người mới chơi thôi chứ người chơi lâu không chơi cây này, cây này nhẹ lắm. Không biết tên ạ. Cây này là ALP BBQ 2.0. Ở đây chỉ là một trong số rất nhiều cây vợt của ALP thôi. ALP còn nhiều vợt lắm, nhiều mẫu lắm anh em ạ, nhiều mẫu đẹp lắm. Đây là mình mới chỉ đang thử một cây mà vợt siêu nhẹ thôi, bởi vì vợt nhẹ thì khả năng chịu nó sẽ kém hơn, nó sẽ mỏng hơn mà, nó sẽ mỏng hơn. Anh đang căng ở bãi đúng rồi em ơi. Muốn gặp idol đến trọng support. Đấy. Trọng support đã nhân cơ hội. PR ngay. Anh Trọng Support đã nhân cơ hội để PR ngay. Anh em đến quán gọi Trọng Support nhé. Có Ly Linh không anh? Có nhiều Ly Linh nhá. 17 cân luôn à anh? Hôm qua, chào hôm qua nhá. Đúng rồi, đang thử luôn. Đang thử luôn 17 cân xem thế nào. Vừa lấy 15 cân nhưng nó chưa sập. Đang quay trực tiếp quá trình căng 17 cân này. 8 phút rưỡi rồi, ủa số ơi. Khá là nặng.
máy không biết là chịu pin được bao nhiêu nữa. Và cố gắng nhìn thích nhỉ. Thích gì? À, nói chung là cũng ảo ma thật, không thể tin nổi Hùng ạ. À, không hiểu vì lý do gì mà anh em chê vật này. À, các ông có cái lý thuyết là vật đẻo thì nó không 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 sập, còn vật xịn thì nó sập. À, mình cũng cũng chịu thật. Dưới 1 triệu vật gì ok anh, ừ, nhiều vật lắm Hải ạ. Dưới 1 triệu thì nó ti tỉ cho loại vật. Chú trọng có cước EX65 không anh? Anh không biết. À có. Có sợ sập khung không? À, anh đang thử xem nó mức nào nó sập mà cho nó sập mà. Sợ lúc tháo ra thôi, có gì đâu mà sợ, vừa đấy vừa cắt lúc 15 cân đấy. Proa xe càng bao nhiêu thì anh cũng không rõ. Nó tùy cây mà cũng phải xem thông tin chứ không không biết hết được. Không, 66 Ultimax làm sao mà kéo được cái mức này nhỉ? Khả năng cao không kéo được nhỉ? 66U làm sao mà kéo được cái mức 17 cân nhỉ? Đứt ngay. Có thể là carbon pha nhôm không anh? Không thì sao chuyển đổi? Vâng, đúng rồi Hồng Con ạ. Mấy bạn kit thì hay có cái lý thuyết đấy, pha nhôm. Carbon pha nhôm. Có cái công nghệ gì? Chưa phổ biến thì đấy là chưa phổ biến thôi chứ không có nghĩa là nó là cùi. Nó có nhiều sản phẩm thì mình thấy nó cùi thật, nhưng mà phải công nhận là có những sản phẩm thì không thể đỡ nổi được. Thực tế đấy Hồng Quan ạ. Ôi Kuno Việt Nam đã tham gia phiên live. bữa nào sẽ thử test Kuno sau nhá, sếp Kuno Việt Nam nhá. Đang trong chuỗi thử thách với vật của ARP. Còn còn Kuno thì sẽ đến lúc được lên sàn đấu. À, ra Tết sang năm thì sẽ đến lúc cho Kuno lên đoạn đầu đài để thử sức. À, test ARP hơn 200k đi anh. Lại sau Tết chốt cây này thôi, anh em đến 10 năm nữa chốt được. Cứ hẹn sau Tết, anh em trước Tết thì hẹn đến Tết, rồi giờ lại sau Tết chốt cây này. Ok, có lì xì anh em tích kỹ vào, cất lì xì đi. À, đàn bắt mất bao nhiêu lâu vậy? À, nếu mà bình thường nhanh thì tầm khoảng độ 20 phút thôi, nhưng mà quả này hơi căng, quả này hơi khoai. Cái kèo này khoai lắm đây, anh chủ quán này đang thở cắt không ra tiết đây này. Mặt tái hết cả mặt vào rồi này. Rồi, 17 cân. 50 cân thì anh, máy này có kéo làm sao được 50 cân. À, cước gì vậy? Cước này mình cũng không rõ lắm. Cước này phải hỏi anh chủ quán. Ui, 11 phút rồi. À, hôm sau chắc là phải đăng nguyên cái video lên cho anh em xem. Dây chịu 17 cân cũng không phải dạng vừa. À, đúng rồi. Vừa nãy thử cái cây cái dây của ARP 95 nhưng mà nó bị trượt. Máy kéo nó bị trượt, thành ra nó bị xước cái dây. Thế là cuối cùng nó đứt mất cái dây rồi. Lại đổi ra cái dây khác đấy. Kéo xong đứt luôn. Máy này kéo mắc bao nhiêu cân? À, máy này kéo tầm khoảng 21 cân nhá, Hùng Trần Hùng nhá. Còn gì căng hay vì mua luôn trong giỏ hàng 500k mà căng sẵn 13 cân. À, không hiểu Rio Trần nói gì. Vật VS Titan 7 anh không, đây là ARP BBQ 2.0. Vật 8U. Vật 8U siêu nhẹ nha. Căng xong cắt đi anh, rồi ôi cứ bình tĩnh, đã phá hủy xong đâu, khả năng cái kèo phá hủy đấy có khi phải kéo dài ra Tết. Từ chiều giờ thực hiện rất là nhiều thử thách rồi nhưng mà nó chưa sập được anh em ạ. Kêu căng 4 nút hả anh? Căng kiểu 4 nút đúng rồi. Rồi ok, đến những cái đoạn nước rút rồi anh em nhá. 17 cân đây. Quá khủng khiếp. Rồi, đường cuối cùng rồi. Thế này mà nó vẫn chưa chịu sập thì đến chịu rồi. Tí nó phải gỡ ra nữa anh em ạ. Tí nó gỡ ra khá là hồi hộp đấy. Vật nhẹ như này thì đã bao giờ đã thử đến 17 cân cái cây này đâu. Đã ai dám thử đâu. Thế mà vật 8U của ARP mà nó làm được thì anh em có thể thấy độ chất của nó như thế nào. Với những cây 4U thì không phải nghĩ nhá. Cắt đi. Số của anh chủ tên là gì anh? À, anh Trọng support nhá, Nguyễn Thảo nhá. Cắt đi, ông nói chuyện đùa chán, kéo như này mà nó còn chả sập, cứ cắt đi, vừa lấy video cắt 15 cân rồi đấy. Chỉ có thể là ARP đúng chính xác là như vậy.
chỉ có thể là ALP mới làm được, và 8 U như thế này. Anh Trọng chưa thấy bao giờ nhỉ? Ừ. Khó. Và 8 U này. Đây. Bắt đầu tháo nha anh em nhá. Nào, liệu có sập không? Liệu có sập không? Nào, ôi trời. Ui, lần này con phẳng hơn lúc nãy nhỉ? Khả năng là lúc nãy là kỹ thuật đan chưa tốt, nhưng mà lần này ui giời ơi này. Ui giời ơi. Đây, anh em đã thấy gì chưa? Không kêu nổi nhỉ? Nó cứng quá. Khả năng cứng quá không kêu nổi rồi. Không kêu nổi anh em ạ. 17 cân anh em thấy chưa? Anh em thấy độ khét của ALP chưa? Bịp với sao anh? Máy điện tử anh em nhá, máy điện tử đây. Sợ thật thì vẫn chưa thể phá hủy được cái cây này. 17 cân mà vật và 8 U mà vẫn chưa sập được cái này. Thôi, bài test này mình vẫn chưa thể hoàn thành được anh em ạ. Hôm nay làm cái video để test cho anh em, nhưng mà đến hai phần rồi vẫn chưa thể hoàn thành được. Sẽ tiếp tục lại chờ tiếp anh em nhá. Quá khủng khiếp anh em ạ. Đây, lần này nó đã vênh hơi khối rồi. Lần này nó đã vênh như bánh đa nướng rồi. Nó tương đối vênh nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu của sập. Sợ thật. Đấy. Và cơ bản thì là vẫn chưa thể phá hủy được cái cây vật này. Ui, vỗ này sợ nó bật vào mặt. Rồi, như này thì cái thử thách này sẽ tiếp tục để lại và lên những phần tiếp theo, anh em cùng chờ xem nhé. Cái này mình sẽ để nguyên cái cây này đây. Thực ra là khi mà để nguyên này nó đã bị vênh này thì nó cũng chịu lực rất là nhiều và nó cũng có thể tự nó sập bất cứ lúc nào. Thành ra là cứ để tạm đây, một mai kia mình sẽ lại tiếp tục thử thách tiếp với cây này anh em nhé. Cùng theo dõi thêm, anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi tiếp cái quá trình phá hủy cây vợt này, xem cái độ bền và cái sức chịu của tối đa của nó đến đâu anh em nhé. Ok, xin chào.